câu hỏi liên quan tới cây bưởi. Khán giả Nguyễn Văn Đăng, số điện thoại là 0166, ba số cuối là 343, tại Tam Thuấn, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã hỏi như sau. Hiện nay thì nhà tôi đang trồng bưởi diễn, trồng được 13 năm. Khi thu hoạch quả thì thấy quả bị đắng, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Và cũng xin hỏi thêm là vụ mới năm sau thì tôi nên làm thế nào để bưởi không bị đắng? Vâng, với câu hỏi này của khán giả thì chuyên gia đã có lời giải đáp như sau. 13 năm rồi mà năm nay là năm thứ 13 đúng không? Là nó lại bị đắng. Thế còn từ 12 trở về trước là nó ngọt. Thế thì điều đó chứng tỏ là bác xem lại cái phân bón, xem lại là mình bón như thế nào. Bởi vì nếu mà ở cái tuổi này, theo quy trình chúng tôi thường khuyến cáo phải bón 100 cân phân chuồng ngoài mục. Bởi vì từ 10 tuổi trở lên là phải 100 cân. Cộng với từ 3, 5 cân lân. Cộng với như thế là vôi bột trộn đều, rồi bón vào hình chiếu tán là cây sau khi thu hoạch 7-10 ngày của vụ trước. Đấy, thế thì đến vụ này nó sẽ không bị, nó không bị là đắng. Thế một cái thứ nữa là về phân NPK đấy, cộng với TE, phải sử dụng cái loại đấy, là dùng độ 10 cho đến 15 cân tùy mức độ. Nếu trong trường hợp mà lá thấy nó tốt thì như vậy mình chỉ cần 10 cân, còn nếu lá xấu thì mình dùng tới 15 cân và chia làm 4 lần bón bằng nhau. Đấy, lần thứ nhất là trước khi ra hoa độ 4 tuần, sau đậu quả 3 đến 4 tuần và sau đợt 2 tháng rưỡi và trước khi thu hoạch 4 tuần thì bác bón vào 4 đợt đó, không được bón dài. Và với cái quy trình như tôi nói vừa trên, bảo đảm là quả của bác vừa năng suất vừa chất lượng cao.